Tuy hành các loại khổ hạnh khó làm để mong cầu Bồ Đề, nhưng rốt cuộc không thể được. Khi Đại Bồ Tát nghe nói những lời can ngăn như vậy, luôn xem xét kỹ việc của ác ma này, muốn làm thất bại tâm Đại Bồ Đề của ta, ta chẳng nên tin nhận lời ấy. Tuy là tất cả pháp ngang bằng với hư không, vô tánh làm tánh, tự tướng vốn không, nhưng các hữu tình trải qua đêm dài sanh tử, không biết không thấy, buông lung điên đảo, gây ra các nghiệp, chuốc lấy khổ sanh tử. Ta phải mặc áo giáp công đức tánh tướng như hư không, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề như pháp đã thuyết, vì các hữu tình làm cho họ được giải thoát các khổ sanh tử, đắc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả a la hán, hoặc độc giác bồ đề, hoặc chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, có thể làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình đến tận vị lai. Đại Bồ Tát này từ khi mới phát tâm, đã nghe pháp này nên tâm vững vàng chẳng dao động chẳng thối chuyển. Dựa vào tâm vững vàng chẳng dao động chẳng thối chuyển này, thường chân chánh tu hành sáu pháp ba la mật đa, đã nhập vào ngôi vị chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, lại chân chánh tu hành sáu pháp ba la mật đa, dần dần viên mãn tháo gỡ hết trói buộc. Do đây được vào bậc bất thối chuyển, vì vậy ác ma dù đã thiết lập nhiều loại phương tiện làm thất bại, nhưng không thể làm thối lui tâm Đại Bồ Đề mà Bồ Tát đã phát. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Cụ Thọ Thiện hiện liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát này vì không thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển, hay vì thối chuyển mà gọi là bất thối chuyển? Phật bảo: Thiện hiện, Đại Bồ Tát này vì không thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển, cũng vì thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát này vì không thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển, vì sao cũng vì thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển? Phật bảo: Thiện hiện, Đại Bồ Tát này vượt khỏi bậc thanh văn và độc giác, không thối lui vào trong hai bậc ấy. Do đó nên nói vì không thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Đại Bồ Tát này xa lìa bậc thanh văn và độc giác, đối với hai bậc ấy nhất quyết lui bỏ. Do đây nên nói vì thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Vì vậy nên Bồ Tát này được hai cách gọi, chẳng phải như các ngôi khác chỉ gọi là thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế thì chắc chắn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, các ác ma không thể làm thất bại được. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển muốn vào sơ thiền cho đến đệ tứ thiền thì có thể vào tùy ý. Muốn vào từ vô lượng cho đến xả vô lượng có thể vào tùy ý. Muốn vào định không vô biên xứ cho đến định phi tưởng phi phi tưởng xứ có thể vào tùy ý. Muốn vào bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo có thể vào tùy ý. Muốn vào sơ giải thoát cho đến diệt tưởng thọ giải thoát có thể vào tùy ý. Muốn vào sơ thắng xứ cho đến thắng xứ thứ 8 có thể vào tùy ý. Muốn vào định sơ tịnh lự cho đến định diệt tưởng thọ có thể vào tùy ý. Muốn vào sơ biến xứ cho đến biến xứ thứ 10 có thể vào tùy ý. Muốn vào pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện có thể vào tùy ý. Muốn phát khỏi năm thần thông có thể phát khỏi tùy ý. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này tuy vào bốn tịnh lự cho đến phát khỏi năm thần thông nhưng chẳng thọ quả báo. Do nhân duyên này nên chẳng theo năng lực tịnh lự vô lượng đẳng trí cho đến diệt định và các công đức khác mà thọ sanh, cũng chẳng lấy quả dự lưu hoặc quả nhất lai hoặc quả bất hoàn hoặc quả A-la-hán hoặc độc giác bồ đề. Vì muốn lợi lạc cho các hữu tình nên tùy ý muốn thọ thân chỗ nào đáng thọ thì tùy ý muốn ấy đều được thành tựu ngay. Làm việc nên làm xong tiền bỏ đi. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu hành động tướng trạng như thế thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển thành tựu tác ý quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thường chẳng xa lìa tâm Đại Bồ Đề, chẳng quý sắc uẩn cho đến thức uẩn, chẳng quý nhãn xứ cho đến ý xứ, chẳng quý sắc xứ cho đến pháp xứ, chẳng quý nhãn giới cho đến ý giới, chẳng quý sắc giới cho đến pháp giới, chẳng quý nhãn thức giới cho đến ý thức giới, chẳng quý nhãn xúc cho đến ý xúc, chẳng quý các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra,
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng quý địa giới cho đến thức giới, chẳng quý nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, chẳng quý tất cả duyên tánh, duyên khởi, chẳng quý các tướng, chẳng quý vẻ đẹp, chẳng quý sở y, chẳng quý pháp có sắc không sắc, chẳng quý pháp thấy được và không thấy được, chẳng quý pháp có đối và không đối, chẳng quý pháp hữu lậu hay vô lậu, chẳng quý pháp hữu vi hay vô vi, chẳng quý pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng quý ngã, chẳng quý hữu tình, cho đến chẳng quý người biết, người thấy, chẳng quý đồ chúng, chẳng quý quyến thuộc, chẳng quý địa vị, chẳng quý của cải, chẳng quý bố thí ba la mật đa, cho đến bát nhã ba la mật đa. Chẳng quý pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, chẳng quý chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng quý thánh đế khổ tập diệt đạo, chẳng quý mười thiện nghiệp đạo, chẳng quý bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng quý năm thần thông, chẳng quý bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, chẳng quý pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, chẳng quý tám giải thoát cho đến mười biến xứ, chẳng quý tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, chẳng quý cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, chẳng quý pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, chẳng quý năm loại mắt, sáu phép thần thông, chẳng quý mười lực Như Lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng quý đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, chẳng quý pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, chẳng quý trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng quý quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, chẳng quý tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng quý quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, chẳng quý sự trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, chẳng quý sự thành thục hữu tình, chẳng quý thấy nhiều chư Phật, chẳng quý sự vun trồng căn lành. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này hiểu rõ tất cả pháp ngang đồng như hư không, vô tánh làm tánh, tự tướng đều là không, chẳng thấy có pháp nào có thể quý trọng, được sanh, bị sanh, thời sanh, chỗ sanh, do đây mà sanh đều không thể nắm bắt. Vì sao? Vì tất cả pháp này cùng với hư không bằng nhau, tánh tướng đều không, vì nghĩa vô sanh vậy. Đại Bồ Tát này thành tựu tác ý quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thường chẳng xa lìa tâm đại Bồ Đề, bốn oai nghi của thân khi ra vào qua lại hạ chân cất bước, tâm không tán loạn, oai nghi đi đứng ngồi nằm, tiến dừng và làm công việc đều trụ chánh niệm. Nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế thì biết là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện vì lợi là các hữu tình, tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển, hiện ở nhà thế tục phương tiện thiện xảo, dù đang thọ hưởng năm thứ dục lạc nhưng chẳng đắm nhiễm các thứ ấy, chỉ muốn mau cứu giúp các hữu tình, nghĩa là các hữu tình cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần áo cho áo, cần xe cho xe, cho đến tất cả vật cần dùng đều mau cấp cho, khiến họ được mãn nguyện. Đại Bồ Tát này tự hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, cũng khuyên người khác hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, thường khen ngợi đúng pháp hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, hoan hỷ tán thán người tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát này tuy vẫn ở nhà thế tục dùng sức thần thông hoặc sức đại nguyện, thâu nhiếp các loại của cải đầy châu thiện bộ cho đến 3.000 đại thiên thế giới, dùng để cúng dường Phật Pháp Tăng Bảo và bố thí cho các loài hữu tình nghèo thiếu. Đại Bồ Tát này dù đang ở nhà thế tục mà vẫn thường tu phạm hạnh, quyết không thọ dụng các cảnh dục xinh đẹp. Dù đang quản lý nhiều thứ của cải ngọc ngà châu báu mà chẳng đắm nhiễm các thứ ấy. Lại khi hưởng thọ các thứ dục lạc và của cải châu báu, quyết không ép bức các loài hữu tình khiến họ sầu khổ. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển, được những vương thần dược xoa cầm chải kim cương thường theo hai bên thầm bảo vệ những vị ấy. Các vị thần thường nghĩ thế này, Đại Bồ Tát này chẳng bao lâu sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, ta nguyện sẽ đi theo âm thầm giúp đỡ, cho đến khi đạt quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Dòng họ thần dược xoa cầm chải kim cương theo bảo vệ, không lúc nào rời bỏ. Người chẳng phải người vân vân đều không thể làm tổn hại, chư thiên, ma phạm và các loài khác trong thế gian cũng không thể dùng pháp phá hoại. Tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đã phát, do nhân duyên này nên các đại Bồ Tát cho đến khi đạt quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thân ý thư thả không ưu não.
Năm căn thế gian của Đại Bồ Tát này thường không thuyết giảng, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân căn. Năm căn xuất thế gian cũng không thuyết giảng, đó là tín, tấn, niệm, định và tuệ căn. Thân thể của Đại Bồ Tát này đầy đủ tướng hảo trang nghiêm các công đức nơi tâm. Mỗi niệm tăng tiến cho đến khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển thường làm bậc thượng sĩ, không làm kẻ hạ sĩ. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát thường được làm bậc thượng sĩ, không làm kẻ hạ sĩ? Phật bảo: Thiện hiện, tất cả phiền não của Đại Bồ Tát này chẳng còn hiện tiền, thiện pháp tăng tiến trong từng sát na, cho đến khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, bất cứ lúc nào tâm cũng không tán loạn. Vì thế ta nói Đại Bồ Tát này thường làm thượng sĩ, không làm hạ sĩ. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển thành tựu tác ý quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thường chẳng xa lìa tâm Đại Bồ Đề, thường tu thanh tịnh thân mạng, chẳng làm chú thuật, chữa thuốc, xem bói, các việc tà mạng, chẳng vì danh lợi mà dùng bùa chú của quỷ thần nhập vào trai hay gái để hỏi việc tốt xấu, cũng chẳng chú nguyện cho trai gái lớn nhỏ, bàng xanh, loài quỷ vân vân hiện ra những chuyện hiếm có, cũng chẳng bói tướng, tuổi thọ dài ngắn, tiền của chức vị của nam nữ và các việc thiện ác, cũng chẳng dự đoán nóng lạnh, được mùa mất mùa, lành dữ tốt xấu, làm não loạn hữu tình, cũng chẳng chú nguyện hòa trộn thuốc thang, tà đạo, trị chữa bệnh tật, kết hảo quý nhân, cũng chẳng vì người khác lãnh sứ mạng thông giao, hiện tướng bà con bạn bè để mong lợi cầu danh, chẳng được nhiễm tâm xem nhìn nam nữ, cười giỡn và nói năng, huống gì có việc khác, cũng chẳng cúng dường cung kính quỷ thần. Thế nên ta nói thường làm thượng sĩ, không làm kẻ hạ sĩ. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này biết tất cả pháp tánh tướng đều là không, trong tánh tướng không ấy chẳng thấy có tướng. Vì chẳng thấy có tướng nên xa lìa các thứ tà mạng, chú thuật, y dược, xem tướng, mà chỉ cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thường làm lợi lạc cho các hữu tình. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển, tuy được thiện xảo các văn chương kỹ nghệ thế gian, nhưng chẳng đắm trước. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này thấu rõ tất cả pháp rốt ráo là không, trong sự rốt ráo không ấy bao nhiêu văn chương kỹ nghệ mà thế gian có được đều bất khả đắc, và lại văn chương kỹ nghệ của thế gian đều là những lời tạp uế thuộc loại tà mạng. Vì vậy, tuy Bồ Tát biết nhưng không làm. Thiện hiện nên biết, đối với các thơ luận thế tục ngoại đạo, Đại Bồ Tát này biết rành rõ nhưng chẳng ưa đắm. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này thấu rõ tánh tướng tất cả pháp đều là không, trong tánh tướng không ấy tất cả thơ luận đều bất khả đắc, và lại trong các thơ luận thế tục ngoại đạo đã thuyết, những sự lý phần nhiều có thêm bớt, đối với Đạo Bồ Tát không thể nào tùy thuận được. Vì chúng đều thuộc vào những lời hí luận tạp uế, nên các Bồ Tát biết nhưng chẳng ưa. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển còn có nhiều hành động tướng trạng khác nữa, nên biết đều là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Ta sẽ vì ông phân biệt giải nói, ông hãy lắng nghe cho kỹ, suy nghĩ rốt ráo. Thiện hiện thưa thỉnh, dạ xin Thế Tôn thuyết cho, hôm nay chúng con dốc lòng muốn nghe. Phật bảo, thiện hiện, đã có Đại Bồ Tát bất thối chuyển hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tuy thông suốt các pháp đều vô sở hữu, thường chẳng xa lìa tâm Đại Bồ Đề, nhưng chẳng ưa xem xét luận nói về các uẩn, các xứ và các giới. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã suy nghĩ rốt ráo và thông suốt hoàn toàn chân lý về tánh tướng không của uẩn xứ giới. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét luận nói về việc chúng. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã suy nghĩ rốt ráo và thúc suốt hoàn toàn chân lý về tánh tướng không của tất cả chúng. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét luận nói về việc vua. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã trụ bản tánh không, nên chẳng thấy pháp nhỏ nào có tướng hơn thua sang hèn. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét luận nói về việc kẻ giặc.
Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã trụ tự tướng không, nên chẳng thấy pháp nhỏ nào có tướng được, mất, cho và lấy. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này chẳng những xem xét luận nói về việc quân. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã trụ bản tánh không, nên chẳng thấy các pháp có tướng nhiều ít hợp tan. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét luận nói về việc đấu chiến. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã khéo an trụ lý chân như các pháp là không, nên chẳng thấy pháp nhỏ nào có tướng mạnh yếu thương giận. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét luận nói về chuyện nam nữ. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã trụ các pháp không, nên chẳng thấy pháp nhỏ nào có tướng đẹp xấu thương ghét. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét luận nói về xóm làng. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã trụ các pháp không, nên chẳng thấy pháp nhỏ nào có tướng tăng giảm hợp tan. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét luận nói về thành ấp. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã trụ các pháp không, nên chẳng thấy pháp nhỏ nào có tướng nắm giữ hay không nắm giữ đẹp xấu. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét vận nói về chuyện quốc độ. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này an trụ thật tế, nên chẳng thấy các pháp có tướng lệ thuộc hay không lệ thuộc đây kia.